tâm cổ gia viên đầy đủ. Ta cảm ơn Chúa vì lòng vui sướng thì được trào dâng ra với ngôi miệng của chúng ta. Thì Chúa rất là vui mừng khi nhìn thấy tấm lòng của con cái của Chúa sáng hôm nay. Thì đây chúng ta để bây giờ lắng lòng chuẩn bị lắng nghe lời của Chúa. Để lời của Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả con cái của Chúa trong đầu năm mới này. Bây giờ chúng ta sẽ để thời gian cầu nguyện. Sau đó xin kính mời mục sư Lê Minh Đức sẽ ban phát lời của Chúa sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì đây là thời giờ mà chúng con với hết cả tâm lòng tôn vinh ngợi khen về những gì Ngài đã làm, đang làm và tiếp tục dẫn dắt trên từng cuộc đời ông bà anh chị em chúng con. Những người bước ở đây đã là những người mà họ kinh nghiệm về những ơn lành mà Chúa ban trên đời sống của họ trong những ngày tháng qua. Và chúng con tin rằng những người đang ở bên dưới lòng chúng con đã cũng kinh nghiệm rất là nhiều sự phước hạnh của chính mình Chúa. Chúng con nói với Ngài rằng chúng con biết ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì một năm mới Ngài ban cho chúng con. Và nguyện đang khi chúng con hiệp lại với nhau để tôn vinh lời khen danh của Ngài, sự sống, ân điển, sự ban ơn của Chúa tiếp tục tuôn đổ mạnh mẽ hơn, phước hạnh hơn trong 2015 một cách mạnh mẽ, một cách dữ dội. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trình dâng hết thảy môn chúng con, dân sự của Chúa và lời của Ngài cho sự hiện diện của Cha và đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho chồng kính mời đầu thanh chúng ta đồng ngồi xuống. Có lẽ là tại bây giờ là trễ giờ rồi nên chắc là tôi cũng có chuẩn bị nhưng mà sẽ không có chia sẻ. Đến bây giờ mà chắc là ban từ buổi tổng hội sẽ có cái lời chúc Tết cho toàn thể các nhân sự của Chúa. Chồng kính mời. Sáng nay không có hẹn mà sao vẫn cục máu. Con hy vọng. Nhưng mà lời Chúa hứa chúng ta rằng đang khi chúng ta bước theo Ngài là con chiên của Ngài thì Thi Thiên 23 nói rằng không phải chúng ta giống như dân ngoại là mỗi ngày đầu năm phải đi tìm phước, nhưng mà chúng ta tìm Chúa và chính Ngài sẽ là đấng ban phước cho chúng ta. Chúng ta không tìm phước nhưng chúng ta tìm Chúa. Và Chúa nói ở trong câu Kinh Thánh câu 50, xin lỗi cái quyển Kinh Thánh này của tôi hơi khác lại một chút, là về quyển nhỏ này. Trong câu 55, câu đoạn 55 câu 22, Chúa nói: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Và con mắt Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống để xem trong loài người có người nào thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa
thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được kể là người khôn sáng. Và Chúa nhìn xem thử trên thế gian này có ai khôn sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chưa? Và xin Chúa cho năm mới này mỗi chúng ta sẽ là người được Chúa xem là khôn sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm Ngài thì mọi điều thuộc về Ngài được bày tỏ ra cho mỗi đời sống chúng ta. Và xin chúng Hội Thánh cùng đọc chung trở lại trong Thi Thiên 23. Mỗi chúng ta cùng công bố lời Chúa ra để chúng ta biết rằng phước hạnh và mọi sự đến từ nơi Chúa mà thôi. Và chúng ta ở trong Ngài, ở trong gia đình, nhà của Ngài thì mọi phước hạnh sẽ theo cuộc đời chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc Thi Thiên 23. Chúng ta bắt đầu. Đức Giê-hô-va là đấng chăn cứu tôi sẽ chẳng thiếu ốm gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi lòng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối thông bình vì ở danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù của tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến tận già. Đây là lời chúc Tết đầu năm của Ban Thường vụ Tổng hội. Xin chúc cho ông bà chị em mỗi chúng ta hãy làm một con chiên ở trong nhà Chúa luôn luôn, và lời Chúa hứa rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa đuổi theo cuộc đời chúng ta. Chúng ta đuổi theo Chúa chứ chúng ta không đuổi theo phước hạnh. Và đang khi chúng ta tìm kiếm Ngài thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa đuổi theo cuộc đời chúng ta. Amen. Chủ đề buổi sáng hôm nay tôi muốn với Hội Thánh sẽ học trong chữ phước. Chữ phước chúng ta đã nghe rất là nhiều cái bài làm chứng trong buổi sáng hôm nay, và cảm ơn Chúa. Thật Chúa đã có một sự thăm viếng và chuẩn bị ở trong ơn lành của Ngài. Chúng ta biết rằng sự phước hạnh là một trong những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Và ở trong Chúa thì thật chúng ta kinh nghiệm được những điều lớn, những phước lớn mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa là tôi có người bố đã là một trong những người mà gần như là giúp đỡ tôi rất nhiều ở trong cái niềm tin con, trong bước đi trong ơn hạnh của Chúa. Thật gia đình tôi đã kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao ở trong ơn điển của Chúa. Hồi nãy thì khi mà có làm chứng cộng sản không dễ tin Chúa, đó là bố tôi. Ông sống ở trong thời kỳ Việt Minh, và ông cũng là một trong những Việt Minh. Ông không phải tên là Lê Văn Hòa mà ông tên là Lê Văn Kiều. Và ông bị bắt ở Côn Đảo nhiều lần. Ông như giống như một đảng viên cộng sản trong thời kỳ Việt Minh. Ông bị bắt ở Côn Đảo và ông chuyển về sống ở Sài Gòn vì lý do là ông đã bị lộ bí mật ở miền Trung. Ông phải buộc di chuyển vào trong Sài Gòn, hoạt động ngầm là biệt động thành. Biệt động thành là có nghĩa là được cộng sản gài vào trong Sài Gòn, hoạt động trước năm 1975 trong thời kỳ Pháp thuộc Việt Minh ấy. Và cảm ơn Chúa có một cơ hội, đó là trong tổ ta tan của ông đều bị bắt hết, và ông là người cuối cùng, và ông ăn cơm tháng ở trong gia đình của mẹ tôi bây giờ đó. Và trong cái lúc mà gần như là ông bị mất liên lạc với những người còn lại ở trong cái tổ công tác của ông bị bắt hết rồi, thì ông đã nhận biết Chúa và ông đã thay đổi đời sống của mình. Và trước 75 thì ông đã là phó giám đốc của Hội Truyền giáo Baptist
ông biết tiếng Pháp mà ông biết tiếng Anh, chồng có thể thông dịch rất là giỏi, chứ phải lầm. Và đó là một trong những cái ân điển của Chúa trên đời sống. Và ông có kể sơ qua về những cái sự bắt bớ ở trong thời gian đầu. Thì thời gian đầu thì lúc mà Hội Thánh nhóm lại thì rất là nhiều sự khó khăn bắt bớ. Và khi công an vô thì ông cũng nói rằng tụi mày chỉ là cộng sản cơ hội, tao mới là cộng sản thứ thiệt mà làm Chúa rồi. Và những người công an sau này họ cũng biết rằng bố tôi là một trong những người mà tin Chúa lâu năm. Sau 75 thì một trong những người bác họ xuất hiện trở lại ở trong gia đình tôi. Ông tên là ông Khôi. Ông là một trong ba người bị bắt ở Tô Tâm Tam, và sau 75 thì ông là chủ tịch của tỉnh Đồng Nai. Sau 75 là ngay lập tức là chủ tịch Đồng Nai, từ Côn Đảo về làm chủ tịch. Và ông mời ba tôi ra để làm việc chung, nhưng mà ông nói không, tôi đã tin Chúa rồi. Và đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là khi một người bước đi với Chúa thì Chúa luôn luôn có một cái chương trình ở trên đời sống. Ngài là một đấng không bao giờ thay đổi ở trên từng đời sống của chúng ta. Đó là những cái phước hạnh mà chúng ta đã nhìn thấy. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng nghe cái lời làm chứng của chị Lành, anh Quang, cũng như là chị Tiến, chị Bảy, vân vân. Chúng ta đều biết rằng đây là những con người mà họ đã có một cái đời sống bước đi và kinh nghiệm được phước hạnh ở trong danh của Ngài. Phước là một trong những cái điều mà chúng ta nhìn thấy Chúa có làm ở trên đời sống của chúng ta. Việt Nam chúng ta thì thông thường người ta cũng nhấn mạnh cái từ phước. Phước là một trong những cái đầu tiên ở trong trước chữ lộc thọ nữa, không ạ? Tại vì cái quan điểm của Việt Nam chúng ta suy nghĩ rằng nếu mà trường hợp chúng ta có lộc hay là nhiều tiền mà có thọ, có nghĩa là sống lâu trên 100 tuổi, nhưng mà không phước thì là vô ích. Chữ phước là cái chữ từ đầu tiên ở trong cái tiếng Việt chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy được rằng ở trong lời của Chúa còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta sẽ nhìn thấy lời của Chúa trên mọi chúng ta. Xin mời bạn chúng ta xem ở trong cuộc truyền đồng 28. Chúng ta sẽ xem từ câu 1 đến câu số 14. Trong thời giờ buổi sáng hôm nay thì tôi không có định giảng sâu, nhưng mà chúng ta sẽ lướt nhanh và tổng kết những cái điều mà quý ông bà chị em chúng ta làm chứng trong cái thời giờ này. Chúng ta có thể xem ở trên bảng và lướt nhanh ở những cái câu thánh này và ước rằng nó trở nên một cái hành trình trong 2015 để chúng ta tiếp tục trở nên nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 28 từ câu 1 đến câu 14, chúng ta sẽ xem từ câu 1 trước tiên. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhìn thấy câu kinh thánh này không những chỉ được ban cho dân Israel, nhưng mà cũng ban cho hết thảy những người nào bước đi theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va cách trung thành. Một bản kinh thánh khác là một cách thành tín mà không hề có bất cứ một sự thay đổi nào. Và chúng ta đã nhìn thấy dân Israel là một trong những dân mà trỗi hơn mọi dân trên đất, rất là chuẩn mực. Và chúng ta đã nhìn thấy điều đó, và chúng ta cũng nhìn thấy được rằng bất cứ người nào đang khi bước đi ở trong ân điển của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta phước hơn mọi dân trên đất. Và đang khi chúng ta nhìn vào ở trong cái quả địa cầu thì chúng ta nhìn thấy rằng tất cả mọi dân tộc, mọi đất nước xưng Jesus Christ là Chúa, đặt Chúa Trời làm Chúa mình, thì như điều của Chúa phán hứa trong Thi Thiên, đó là một dân kinh nghiệm được phước của chính mình Ngài. Phước cho dân tộc nào chọn Đức Giê-hô-va làm Chúa mình, phước cho gia đình nào chọn Đức Chúa Trời làm Chúa mình. Quý vị có chọn Đức Chúa Trời làm Chúa mình không? Bao nhiêu gia đình chọn điều đó? Ồ, cảm ơn Chúa. 2015 sẽ là năm mà toàn thể cánh tay đưa lên sẽ nhận được phước hạnh. Vì quý vị đã rất khôn ngoan, ở trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đó là chọn Đức Chúa Trời làm Chúa mình trên đời sống. Và đó là một trong những cái phước hạnh đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy. Lời Chúa cũng cho chúng ta biết rằng nếu đang khi chúng ta ở trong câu 2, nếu ngươi nghe theo tiếng phán Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nay mọi phước lành sẽ giáng xuống trên ngươi.
Nếu đang khi chúng ta bước đi với Chúa thì mọi phước lành của Chúa sẽ đến ở trên mọi chúng ta. Ngươi sẽ được phước trong hành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn cả lứa đẻ của bò cái, chim cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng sẽ được phước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã khi ở trong Chúa, đã ghi lời của Chúa cho ta biết rằng chúng ta được phước ở trong mọi lúc, từ ngoài đồng ruộng một người làm nông đến cái bông trái của thân thể, sức khỏe của đời sống, tất cả mọi cái con cái đồng ruộng gia súc đều được phước. Ở đây đang khi trong cái thời kỳ Trung Đông, đây là một trong những cái mà nó mang tính chất giống như những cái gia sản gắn liền với tất cả mọi gia đình. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng khi một người bước đi trong cái sự tin kính Chúa thì phước hạnh của Chúa sẽ đến. Như là điều mà chị Lành với lại Quang cũng có làm chứng, chúng ta nhìn thấy được rằng đó là một trong những điều mà Chúa đeo đuổi trên cuộc đời của những người bước đi ở trong ân điển của Chúa. Và Ngài phán rằng cái giỏ và thùng nhôi ô cũng sẽ được phước. Nói một cách ngôn ngữ khác, đó là bất cứ một cái sự sinh sống của chúng ta cũng nhìn thấy được phước hạnh. Như là chúng ta nhìn thấy được rằng hay có 15 trải qua, và không những bố tôi mà rất là nhiều những người có mặt ở đây sống rất là nhiều năm ở trên đất này. Và đã khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta có giúp mình và phước hạnh khi thấy rằng mình vẫn có một cái sự sung túc ở trên đời sống, mặc dù có những lúc mà dường như là cái bố của mình nó không còn tiền nữa, phải không? Có những lúc mà cái hũ gạo của mình nó không còn nữa, nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho ta biết rằng cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng sẽ được phước. Những cái lạ mà Chúa làm ở trên đời sống của Eli, đó là người đàn bà quá tại Sarepta, bột và dầu không hết ở trong gia đình và trong vòng. Như là lời của Chúa phán hứa chúng ta có kinh nghiệm điều đó ở trong năm qua không? Có không? Amen, cảm ơn Chúa. Đó là những điều mà phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Rất là nhiều người đã khi chúng ta có mặt ở đây trong sự phước hạnh như vậy, thì tôi thấy rằng nhiều người họ sợ là không đủ cái lương thực để mà ăn, và thậm chí cuộc sống của họ buôn ba vất vả, và họ nghĩ rằng không biết rằng ngày Tết này những người ở bên kia thế giới có cái gì để mà ăn hay không, phải không ạ? Nên những ngày Tết là những ngày mà thế gian họ rất là lo lắng, họ không những lo lắng cho chính họ, lo lắng cho những người đã chết nữa, đúng không ạ? Trong những ngày này là những ngày mà người ta thường đốt vàng mã rất là nhiều. Tại sao? Đó là sự lo lắng ở đây. Vừa rồi VTV3 thống kê là chỉ trong những ngày Tết ở Hà Nội, quý vị biết họ đốt bao nhiêu tiền không? Họ mua vàng mã đó, đốt bao nhiêu tiền quý vị đoán thử đó? 400 tỷ riêng Hà Nội, 400 tỷ đồng bị đốt ở trong cho ở tại Hà Nội. Và đó là không, chưa phải là cái số thống kê của toàn nước đó. Tôi không biết là Sài Gòn là không biết như thế nào, Hà Nội không á, là 400 tỷ trong những ngày Tết vừa qua đã đốt thành tro bụi rồi. Wow, họ lo lắng lắm á. Tôi thấy rằng họ lo lắng đến nỗi mà họ đốt những cái mà tôi nghĩ là không thể đốt mà họ cũng đốt được, không? Nào là chiếc xe hơi, rồi làm gì nữa, đốt máy bay. Và khi đốt máy bay họ cũng nghĩ rằng máy bay là phải có chỗ xuất nhập cảnh, họ đốt passport qua. Tôi không biết có visa Mỹ không. Họ nghĩ đến rất là nhiều điều mà tôi phải nói rằng rất là được cười trong cái bộ công lê mà gọi là đốt của họ. Tôi có passport trong đó để đi được nhiều quốc gia. Tôi lắc đầu luôn, đúng không ạ? Rồi tôi không biết là nếu mà máy bay thì không biết là đó lý do mà họ đốt tiền. Rồi đi nữa, bạc bạc. Đốt rất là nhiều cái, rồi đốt xe hơi, năm nay họ đốt xe hơi, và nghe nói là năm nay bắt đầu họ cũng làm cái bằng lái đó. Tôi nghĩ là nếu mà đốt xe mà không có bằng lái thì giao thông hỏi, không biết là có giao thông nào đi đó hay không. Họ đốt bằng lái nữa, đúng không ạ? Thế gian họ tội lắm, thấy rất là thương, đúng không ạ? Rất là thương. Chúng ta đây, đặc biệt chúng ta có sự làm chứng ở trong sự phước hạnh của Chúa. Chúng ta không lo nghĩ về tất cả những điều đó, nhưng cảm ơn Chúa. Đó là cách mà chúng ta đang khi
trong những ngày vui xuân, trong những phước hạnh, chúng ta cũng nhớ đến đồng bào của chúng ta, để xin Chúa Ngài cũng ban cho họ sự phước hạnh ở trong thần điện của Chúa. Ở trong câu 6 Kinh Thánh cho ta biết rằng ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi và đánh bại cho bằng ngươi. Chúng nó sẽ ra một đường đánh ngươi, rồi bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Cảm ơn Chúa, đang khi tôi đọc chữ từ ngữ đi ra được phước, đang khi đi vào, tôi cũng cảm ơn Chúa. Trong cái ngày Tết thì chúng ta cũng không có nghỉ ngơi trong việc ai sẽ đi vào nhà chúng ta trong những ngày gọi là sông đất đó mà. Những ngày Tết thì cảm ơn Chúa, khu vực nhà tôi thì nó xung quanh cổng đóng hết, nên tôi thả con chó ra tôi yên tâm. Nhưng tôi sợ nó lỡ khi nó chui vô nhà người nào là nó khổ nữa. Con chó không được sông đất. Thế gian họ thấy họ lo lắm, nhiều cái lắm. Và ở Hà Nội và một số nơi ở Sài Gòn có một số dịch vụ gọi là dịch vụ sông đất. Họ thuê những người nào mà là sinh viên có cái tài ăn nói tương đối hoặc bát, để khi mà vô nhà cũng biết cách nói chuyện với lại gia chủ. Và quan trọng là cái người đó phải làm gì, cái tuổi nó không có xung xung đột với lại người chủ gia đình đó mà. Chứ nếu mà trường hợp mà thuê một cái cô, mà cái cô đó cái tuổi mà nó xung khắc với lại chủ gia thì nó không được. Ồ, họ lo lắng luôn, thấy thương lắm ạ. Rồi đáng khi Chúa cho tôi biết rằng đáng khi chúng ta đi ra đi vào được phước. Và tôi cũng nhìn thấy được rằng dân tộc chúng ta cũng ở trong cái linh của sự chết chóc rất là nhiều. Trong những ngày nhiều quá là những ngày mà số lượng chết về giao thông rất nhiều trong sự đi lại. Ở Việt Nam chúng ta thì cái số lượng chết nó cao hơn những các nước đang có chiến tranh ở trên thế giới. Mà năm nay đã tương đối là giảm rồi đó. 2010 thì người ta tính rằng mỗi năm, mỗi tháng như vậy thì hơn 1.000 người chết vì giao thông. 2010 thì là cái năm mà số lượng người chết giao thông là 14.000 người. 14.000 người trong cả năm, có nghĩa là một tháng hơn 1.000 người chết. Và nếu mà chúng ta có xem trên thế giới, chúng ta vào những nước đang chiến tranh đó, những nước ví dụ như Ukraine đó mà. Rồi Ukraine thì ít quá đi, mình cộng Ukraine là cộng thêm IS ở khu vực đang ở Syria và Iraq, thì một tháng họ cũng không chết trên 1.000 người. Thì chúng ta phải thấy rằng đó là một trong những sự kinh hãi rất là nhiều đối với Việt Nam. Và trong những ngày vừa qua thì cái số lượng những người mà bị chết vì tai nạn giao thông nó cao hơn năm vừa rồi, cao hơn. Một ngày như vậy thì khoảng chừng trên 30 người bị chết vì giao thông, đó là một cái số rất là cao. Chúng ta cầu nguyện để rồi cái sự phước hạnh của Chúa cũng sẽ đến được trên những người chưa biết của Chúa, mà ước ao rằng dân tộc này sẽ là một dân tộc được kinh nghiệm được phước của Chúa, đang khi họ đi ra đi vào thì bất cứ nơi nào kinh nghiệm được sự may mắn phước hạnh của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện để rồi những cái đội hình không những truyền giáo, nhưng mà trong buổi sáng nay tôi được biết rất là nhiều cái đội đang khi đến tại nhiều gia đình để đem sự phước hạnh, đem sự chúc phước đến, thì chúng ta cầu nguyện để họ đi bất cứ gia đình nào thì sự phước hạnh của Chúa cũng sẽ đến đó, có một sự đụng chạm thâm viếng của Chúa. Anh em nhân sự các nơi thì họ cũng trước đây thì họ không có cái ngày Tết như chúng ta. Tùy theo từng dân tộc, có một số dân tộc thì họ sử dụng cái ngày Tết giống như ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Hiện giờ ngày Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta cũng đang được đặt ở trên cái bàn ở trong sự tham vấn, nhưng mà cái phe mà giữ vững ngày Tết thì đông hơn, nên hiện giờ chưa có thay đổi. Năm sau tôi không biết, nhưng mà năm nay thì chưa có thay đổi. Một số cái người kiến nghị rằng chúng ta bỏ cái ngày ngày hôm nay là ngày 1 mà lui về cái ngày Tết dương lịch đó, có nghĩa là ngày 1 tháng 1 đó, có nghĩa là bỏ cái ngày này. Tại vì một số người thì đang có cái ảnh hưởng của Trung Quốc ấy, thì họ không muốn rằng có một cái sự ngoại lai ở trong ngày Tết. Và hiện giờ thì nó cũng chỉ là một sự thảo luận thôi, nó chưa là chính thức.
Nên ngày hôm nay chúng ta vẫn là ngày một, vẫn là ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Và ước rằng như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sử dụng cái ngày này để đem cái sự phước hạnh đến cho dân tộc chúng ta. Nhiều anh em thì họ sử dụng những ngày này để đến thăm viếng từng gia đình một. Họ đi cả một đội như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu mà trường hợp họ thắng mà đi đau quá thì nó cũng không có hay lắm. Nhiều gia đình thì không có được rộng lắm thì nó cũng là họ ngại. Nên thành ra là chúng ta nếu mà chia ra, và quan trọng là đang khi chúng ta đến trong sự bất cứ gia đình nào thì đem sự phước hạnh ở trên gia đình đó. Và chúng ta đến ở bất cứ gia đình nào thì chúng ta cầu nguyện để xin sự sống quyền năng của Chúa ngự trị trên những gia đình mà chúng ta đến. Và giống như lời của Chúa chúng ta, đó là kẻ thù đến một đường nhưng mà nó sẽ chạy trốn bảy đường. Chúng ta sẽ ra đi không những cái sự chúc Tết nó không chỉ là một phong tục, nhưng mà ao ước rằng khi mà chúng ta đến tại mỗi gia đình thì đó là một sự cầu nguyện trong chiến trận, để chúng ta công bố giống như dân Israel bôi huyết ở trên mày cửa của những gia đình, bôi huyết ở trên từng thành viên ở trên gia đình, để sự cướp giết và hủy diệt không đến trên những gia đình đó. Amen đúng không ạ? Để 2015, đang khi thế giới có bất cứ một sự khủng hoảng nào, nhưng mà cái dịch lệ, cái tai họa nó không đến trên những gia đình đó, nhưng mà họ đều kinh nghiệm sự phước hạnh ở trong vinh hiển của Chúa. Ở trong câu kế tiếp trong câu 8 về Kinh Thánh cho ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa, trong các công việc của ngươi Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện để sự phước hạnh của Chúa sẽ đến ở trên dân sự của Ngài. Rất là nhiều cái từ ngữ mà đang khi chúng ta để ý là nếu cái mạng lệnh của Chúa nó như là một cái điều kiện, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành cẩn thận làm theo mọi điều của Ngài, và ở trong câu cuối cùng ở trong câu 13-14 cũng là nếu ngươi nghe ta có điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ và làm theo. Cái điều kiện của Chúa là đang khi chúng ta ở trong điều răn, ở trong lời của Chúa, lắng nghe, tuân thủ, trung thành, gìn giữ và làm theo thì sự phước hạnh của Chúa ở cùng trên mọi chúng ta. Nó không cần phải làm bất cứ cái hành động gì, không cần phải đốt cái vàng mã hay gì, nhưng mà ở đây lời của Chúa nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va sẽ khiến, ở trong câu 8, ở trong câu 9 rằng Ngài sẽ làm điều đó trên ngươi, ở trong 11 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi, ở trong câu 12 Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mà mở trời ra. Đức Chúa Trời thì làm. Chúng ta ở đây không có bất cứ một từ ngữ nào nói rằng chúng ta phải làm hết, nhưng mà Ngài làm. Vấn đề của chúng ta cần làm duy nhất đó là tuân thủ, làm theo lời của Chúa. 2015 sẽ là một năm mà chúng ta nói với Chúa rằng lạy Chúa, đang khi chúng con bước đi trong lời của Ngài, bước đi theo sự vận hành của lời của Chúa, thì lời của Chúa sẽ làm cho chúng con được kinh nghiệm phước hạnh diệu kỳ của Chúa trên từng cuộc đời chúng con. Amen. Xin mời thắng chúng ta đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Để cầu nguyện để xin phước hạnh của Chúa đến trên gia đình của mọi chúng ta. Nguyện tình yêu của Chúa, sự vinh hiển của Ngài ở cùng trên hết thảy của chúng ta, để 2015 sẽ là năm mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta phước hạnh của Chúa đeo đuổi trên cuộc đời của mọi chúng ta. Phước hạnh của Chúa sẽ ở cùng trên mọi chúng ta. Đó là kéo chúng ta ra khỏi linh của sự chết. Đó là đưa chúng ta đến sự thịnh vượng thật ở trong danh quyền năng của chính mình Chúa. Chúng ta trong thời này hướng lòng về Chúa, cầu nguyện cho chính đời sống của mình, cầu nguyện cho gia đình của mình. Nếu mà chúng ta đứng kế bên những người chồng, người vợ, những người con mình thì hãy nắm tay những thành viên ở trong gia đình, và trong danh của Chúa công bố sự phước hạnh của Ngài ở trên gia đình của mỗi chúng ta tại đây. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta nghe lời của Chúa, không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn kinh nghiệm được phước hạnh của chính mình Ngài. Từ bây giờ đến ngày Jesus Christ trở lại, con muốn rằng những người con của con sẽ được khỏe mạnh như là lời của Chúa hứa trên mọi chúng con. Con nói với Chúa rằng thùng nho bột của gia đình của con sẽ dư dật mọi phần hơn,
Để rồi như lời của Chúa nói với chúng con rằng cái giỏ và thùng nhồi bột của con đều sẽ được phước. Lạy Chúa, con nắm lấy lời hứa đó và nói với rằng lạy Chúa, xin Ngài làm điều đó trên mọi con. Ngài phán con rằng con được trội hơn mọi dân trên đất có hàng đầu chứ không phải là hàng đuôi. Nhớ danh Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ để những người con của con sẽ ở hàng đầu ở trong lớp của nó. Tất cả mọi những người con của con sẽ là hàng đầu ở trong tất cả mọi công việc. Sự phước hạnh của Chúa sẽ đến trên những công việc, những công ty, những người cha, những người mẹ sẽ trở nên những người phước hạnh hàng đầu ở trong khu sớm của mình. Ồ, và đó là điều mà Chúa công bố trong sự phước hạnh của mọi chúng ta. Chúa cầu nguyện để mỗi bàn chân quý vị đi ra đi vào đều sự được phước. Bất cứ nơi nào và bàn chân quý vị tới, danh Giê-xu Christ được vinh hiển, quyền của tâm quyền mới luôn. Và tại đó chúng ta nhìn thấy một cánh cửa của cơ hội được mở ra cho dân sự của chúng ta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con. Cảm ơn Ngài vì mỗi sáng lại mới luôn. Sự thần tính của Ngài là lớn lắm trên mọi chúng con. Cảm ơn Chúa là mỗi năm mới Ngài ban cho chúng con có thời giờ tốt nhất để dâng hiến. Và nói với Ngài rằng không những thời giờ này mà thôi, nhưng mà cuộc đời chúng con là những ngày xuân, gia đình chúng con là những ngày vui được dâng lên trong sự phước hạnh của Chúa. Nhớ danh Chúa, 2015 sẽ là năm mà chúng con nói với Ngài rằng chúng con nghe lời của Ngài. Và chúng con nói với Ngài rằng chúng con ao ước được bước đi ở trong điều mà Chúa ao ước có trên mọi chúng con. Xin lỗ tai này, tâm linh này, tâm trí này luôn luôn hướng về chính mình Chúa để nghe lời của Ngài và gìn giữ làm theo, để hầu cho qua đời sống của hết thảy mọi chúng con tại đây, của dân sự của Chúa tại đây, gia đình của các dân sự Chúa tại đây kinh nghiệm được phước hạnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên mọi chúng con. Chúng con nói vâng và chứng minh Ngài. Chúng con nói với Ngài rằng lời hứa này không chỉ dành riêng cho dân Israel, cho Thái mà thôi, nhưng mà chúng con cũng là dân thánh của chứng minh Ngài. Nhớ danh Chúa, chúng con nhận lời này về mọi chúng con và nói với Ngài rằng chúng con sẽ nắm lấy, gìn giữ và kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài trên hết thảy mọi chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nguyện tình yêu trong danh Jesus Christ, sự vinh hiển, sự sống động ở trong ơn của Chúa, trong sự vận hành của Ngài sẽ ở cùng trên con theo thánh. 2015 sẽ là năm mà chúng con kinh nghiệm được sự đắc thắng luôn ở trong danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa để sự phước hạnh của Chúa sẽ đeo đuổi từng con người, từng chức vụ, từng gia đình từ bây giờ đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và dân toàn theo thánh của Chúa, các gia đình ở trong sự vinh hiển, ở trong sự phước hạnh của Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vậy là buổi ngày sáng hôm nay, tôi tin chắc rằng lời của Chúa sẽ ở cùng và thánh trong năm mới 2015. Và buổi sáng hôm nay, thánh của chúng ta có một gia đình, đó là ông Đạt và cô Duyên sẽ dâng cháu bé lên trong tay của Chúa để Chúa gìn giữ và bảo vệ cháu bé. Và vâng lời của Chúa dạy, hãy để con trẻ đến cùng ta và đừng ngăn trở con trẻ đó. Và sáng hôm nay vâng lời Chúa, gia đình của anh Đạt và cô Duyên sẽ dâng cháu bé trong tay của Ngài. Xin tôi mời mục sư qua lời nguyện. Xin kính chào toàn thể hội thánh. Gia đình của thầy Đạt và cô Duyên cũng làm chứng về ơn phước của Chúa và cũng thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn hội thánh đã cứu mang, đã cầu nguyện cho gia đình của thầy Đạt và cô Duy trong những ngày tháng qua. Và vừa rồi cũng sanh thêm một cháu bé trai nữa, và sáng hôm nay gia đình cũng quyết định dâng cháu bé trai trong cái tay của Ngài y như lời của Chúa đã phán dạy. Cảm ơn Chúa, gia đình của thầy Đạt và cô Duy ở rất là xa hội thánh, đi rất xa, tôi đã đi đến nhà mấy lần rồi, rất là xa, và sáng hôm nay đến nhóm chung hội thánh trong ngày sáng mùng 1 này.
và cũng sẽ dâng cháu bé trong tay của Ngài. Cháu tên gì? Nguyễn Ngọc Kỳ Phong. Thì trước khi mà thanh em bé tôi cũng đã thăm và tôi cũng nghe cái tên này và tôi cũng thắc mắc chưa hiểu cái ý nghĩa của nó là gì. Bố của cháu Kỳ Phong có thể nói một chút về ý nghĩa của tên không? Kỳ Phong là một cái tên mà chúng ta nói có một cái ý nghĩa khác rồi. Trình bày tên của cháu cũng trong một vài phút. Dùng cái thơ để nói lên tên của bé giống như là hai bé. Tên con như ngọn gió kỳ lạ, vô hình thần tốc đến từ xa, hay nghĩa là ngọn cờ đắc thắng, theo gió ngàn trị khắp thiên hà. Tên con thần linh tỏ trong lòng, dấu kỳ phép lạ từ trên không, thiên thượng ban tặng viên ngọc quý, chào đời con là Ngọc Kỳ Phong. Kỳ Phong, dạ, chúng ta cũng có thể hiểu sơ một chút về cái ý nghĩa của tên cháu. Cháu đầu thì là Nhất Thiên và cháu thứ nhì đó là Kỳ Phong. Dạ. Và bây giờ trước khi dâng cháu bé trong cánh tay của Ngài thì có ba câu hỏi tôi muốn hỏi bố mẹ của cháu Kỳ Phong. Đó là thầy Đạt và cô Duyên có hứa nguyện rằng sẽ dâng cuộc đời của cháu Nguyễn Ngọc Kỳ Phong ở trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời và để cho Ngài toàn quyền sử dụng cuộc đời của cháu hay không? Câu hỏi thứ hai đó là thầy Đạt và cô Duyên có hứa nguyện rằng mình sẽ làm gương, sống một đời sống ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời để làm gương cho hai con của mình là Nhất Thiên và Kỳ Phong hay không? Đó, cảm ơn Chúa. Và câu hỏi thứ ba là thầy Đạt và cô Duyên có hứa nguyện rằng mình sẽ dạy hai con bước đi trong con đường tin kính Chúa đi như lời của nó, của lời Chúa nói rằng hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho trở về nhà nó không liên hợp lại không. Cảm ơn Chúa. Và giờ này xin hội thánh một lần nữa chúng ta hãy nán lại ơn phúc và chúng ta hãy hướng lòng về Chúa và hướng lòng về gia đình của thầy Đạt và cô Duyên. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện và trình dâng cháu Nguyễn Ngọc Kỳ Phong ở trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Xin mời thánh hết thầy chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện cho thầy Đạt và cô Duyên, cho cháu Nhất Thiên cũng như cho cháu Kỳ Phong. Cảm ơn Chúa Ngài đã cho gia đình có một cơ nghiệp rất là lớn, đó là hai cháu trai Nhất Thiên và Kỳ Phong. Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa cầu xin hết thảy hội thánh chúng ta hiệp lại và công bố xin quý của Chúa Giêsu Christ phủ ban trên gia đình đôi bạn trẻ này, trên hai cháu Nhất Nguyên và Kỳ Phong nữa. Cầu xin Đức Sơ Ba Ngài nâng đỡ, gìn giữ và dẫn dắt gia đình trong suốt một năm mới này. Cầu xin Đức Sơ Ba Ngài tiếp trợ, ôi Chúa ơi, và ban phước cho mọi công việc tay của ôi Chúa này có làm để giúp đỡ cho cháu bé mỗi ngày được lớn lên trong con đường tin kính Ngài. Amen. Hallelujah. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương của chúng con. Sáng hôm nay gia đình của Đại Đạt và cô Duyên đứng đây để một lần nữa lớn tiếng lời khen cảm ơn Chúa vì ơn lành của Ngài đã ban trên gia đình của thầy cô. Cảm ơn Chúa Ngài đã cho ôi thêm gia đình thêm một cháu bé nữa, đó là Nguyễn Ngọc Kỳ Phong. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, giờ này trước mặt sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời và toàn thể hội thánh, ôi thầy của Đạt Duyên và bố mẹ đã dâng cháu Kỳ Phong ở trong cái tay toàn năng yêu thương của Ngài để cho Ngài sử dụng cuộc đời của cháu, toàn quyền sử dụng cả cuộc đời của cháu Kỳ Phong cho nước của Ngài, cho sự vinh hiển của Ngài trên đất này. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đã khởi sự làm lành, xin Chúa Ngài làm trọn ý muốn Ngài trên gia đình của thầy Đạt và cô Duyên. Cầu xin Đức Sư ban Ngài phù trợ và ban phước cho mọi công việc của này cô làm trong năm mới này. Cầu xin Đức Sư ban Ngài tiếp trợ và chu cấp mọi điều có cần, ôi Chúa, trên gia đình của này cô để nuôi hai cháu bé Nhất Thiên và Kỳ Phong ở trong môi trường tốt nhất mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho. Cầu xin Chúa Ngài cũng ở cùng hiền diện trên gia đình, trên căn nhà này để rồi qua gia đình của thầy cô Đạt Duyên cũng sẽ là nguồn phước cho nhiều gia đình khác xung quanh nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, nguyện Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ, gìn giữ, huyết của Chúa Giêsu Christ bao phủ tất cả các thành viên trong gia đình của thầy Đạt và cô
vô duyên, để họ đi ra đi vào trong sự bình an, họ đi ra đi vào trong sự phước hạnh của Chúa, y như lời của Ngài đã hứa vậy. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa. Chúng con trình dâng gia đình của đại đà vô duyên, cháu Nhất Thiên và cháu Kỳ Phong ở trong cái tay toàn năng yêu thương của Ngài. Nguyện ý lành, ý muốn tốt lành, đem lòng và trọn vẹn của Đấng Christ được bày tỏ trên gia đình của thầy cô. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài, và con hiệp chung một thánh Chúa để dâng gia đình thầy cô Đạt Duyên và hai cháu trong cái tay toàn năng của Cha, mà chúng con cúi đầu cầu nguyện trong gia đình Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin lỗi thánh. Xin mời anh chúng ta đồng ngồi. Xin phép hỏi anh là tôi có phải làm chứng khoảng 4 phút. Thì và tôi rất là cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho có một đứa con trai nữa rất là dễ thương. Và Chúa đã cho là nếu như mà bé Nhất Thiên thì sanh lâu hơn 24 tiếng, thể nào thì bé Kỳ Phong Chúa cho sanh rất là nhanh, khoảng 2-3 tiếng, thì bé đã ra đời và bé nặng 3,6 kg. Cảm ơn Chúa vì ơn tốt lành của Ngài, và cũng vô cùng cảm ơn Hội Thánh đã luôn cầu nguyện đến cho vợ chồng của em. Cảm ơn Hội Thánh rất là nhiều, và cũng cảm ơn Chúa về vì Chúa đã ban sức khỏe cho gia đình, cho vợ chồng trong một năm qua thì không có bệnh tật đau ốm gì hết, cùng với sự bình an mà Chúa gìn giữ suốt một năm qua. Vì nhất là những ngày Tết này thì khi mà mọi người đi mua đi ra đường thì họ cứ đi mất tập trung, dễ xảy ra những cái tai nạn giao thông. Và cảm Chúa thì tôi đi đường rất là nhiều mà vẫn được bình an. Thì mới đây cũng có hai vấn đề cảm ơn Chúa, là khi tôi đi một mình đi ra đường đại lộ thì tôi đi tốc độ rất là nhanh, nhưng mà tới khúc đó thì Chúa mới bảo tôi là giảm tốc độ lại. Và quả thật là có một cái anh kia cũng không có thắng lại, anh đi thẳng qua trước mặt tôi tốc độ rất là nhanh, và ngơ ngác thì anh không biết là anh đi qua trước mặt tôi. Cảm Chúa là tôi có giảm tốc độ lại và không có đụng. Và cảm là cái điều thứ hai, khi tôi đi với vợ con mình thì vì cái xe đằng trước cái bô móc khói rất là bụi, và tôi quyết định vượt qua xe đó ở đường quốc lộ. Thì khi tôi vượt qua thì tôi nghĩ là cái con lươn sẽ không đụng tới con lươn, nhưng mà Chúa mách bảo tôi rằng có thể sẽ có con lươn nó dài khi mình vượt qua. Thì quả thật khi tôi vừa vượt qua chiếc xe đó thì tôi đã chuẩn bị hết rồi, thì tôi thắng và tôi tiếp tục rồ ngào không qua được cái con lươn đó để mà qua được cái xe có khói đó. Thì cảm Chúa vì cái dù tâm trạng mình có bất an, có lo lắng, nhưng mà Chúa vẫn mách bảo bình an và nhắc nhở trên từng cái số khi mình đi đường. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Thánh. Và trước khi cái lúc mà làm chứng thì tôi cũng chúc Tết cho Hội Thánh một bài thơ. Xin lỗi Thánh. Bài thơ ngắn gọn đơn giản xin gửi đến Hội Thánh trong năm mới. Tân niên cung chúc đến sớm dìm, vạn sự các tường được như tiên, kế hoạch ý định đáo thành công, hạnh phúc tình yêu ngập vô biên, sức khỏe tính tới nhiều năm liền, công thành danh toại nở triền miên, đức tâm nhân hậu phục nhân quyền, chịu sự được phước bởi ơn thiên. Xin cảm ơn Hội Thánh và chúc Hội Thánh một năm mới tốt lành ở trong tình yêu của Chúa Trời. Lạy Cha chúng con, danh Cha được tôn thờ, quý Cha được tên, quý Cha được nên, ở đấng thiên trời, xin Cha ban cho con hôm nay đồ ăn cúng dường, xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội cho chúng con, xin Cha để chúng con bị cám dỗ, xa lối chúng con vào điều nạn, vì nước quyền vinh hiển của Cha đời đời vô cùng. Amen.
Ngài chúc phước dẫn dắt chúng con phải an trọn đời. Ngài luôn bên chăm dắt cuộc sống của chúng con. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Xuân mới niềm vui đến khắp cho người, từng nụ cười trên môi hát vang khúc ca chào xuân. Bầu trời nhẹ xanh thắm với đôi cánh em tung chào, cò hoa vui đón xuân. Lòng thầm tạ ơn Chúa Ngài ban cho ta xuân về, đời thắm tươi biết bao ơn lành của Chúa. Xuân đã về trao cho nhau hy vọng, bao thoáng vui chờ mong. Xuân đẹp tươi ấm êm chào dân, chào về nhau tháng năm vui buồn cùng hòa nhịp xuân mới, cất tiếng hát ca ngợi lời người ca Chúa xuân. Chào một mùa xuân mới niềm vui thêm đến trong Chúa, bao ước mơ nguyện dâng Chúa thôi. Năm nay xuân đã về đến với mỗi cuộc đời, hạnh phúc thay tươi.
một mùa xuân mới niềm vui đến khắp cho người. Từng nụ cười trên môi hát vang khúc ca chào xuân. Bầu trời nhẹ xanh thắm với đôi cánh em tung chào, cò hoa vui đón xuân. Lòng thầm tạ ơn Chúa Ngài ban cho ta xuân về, đời thắm tươi biết bao ơn lành của Chúa. Xuân đã về, trao cho nhau hy vọng, bao thoáng vui chờ mong. Xuân đẹp tươi ấm êm chào dân, chào về nhau tháng năm vui buồn. Cùng hòa nhịp xuân mới, cất tiếng hát ca ngợi, ngợi ca Chúa xuân.